Xin chào các bác nông dân, hôm nay tôi xin chia sẻ về một loại thuốc cực kỳ hiệu quả để diệt sâu cuốn lá trên lúa, Dollar 50VVG, hiểu báo thứ 52. Trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về sâu cuốn lá nhé. Đây là loại sâu bệnh rất hay gặp, nó ăn lá lúa và làm giảm năng suất đáng kể. May mắn thay, Dollar 50VVG sẽ là cánh tay phải, giúp các bác tiêu diệt chúng. Vậy Dollar 50VVG có gì đặc biệt? Loại thuốc này có hoạt chất chlorantraniliprol cực kỳ mạnh trong việc diệt sâu cuốn lá ngay từ khi chúng còn là ấu trùng. Khi sâu ăn phải thuốc, chúng sẽ bị tê liệt và chết rất nhanh. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bác cách sử dụng Dollar 50VVG hiệu quả nhất. Đầu tiên, các bác pha loãng một gói 20g thuốc với 16-20 lít nước, nhờ quấy đều cho thuốc tận hết nhé. Tiếp theo, các bác phun đều thuộc lên cây lúa vào lúc lúa đang đề nhánh hoặc làm đồng. Lưu ý là nên phun vào sáng sớm hoặc chiều mát để thuộc phát huy tác dụng tốt nhất. Và đừng quên mặc đồ bảo hộ đầy đủ để đảm bảo an toàn cho bản thân. Dollar 50VVG không chỉ hiệu quả mà còn rất an toàn cho môi trường. Thuộc ít gây hại cho các loài côn trùng có lợi và cũng không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người. Vậy là các bác đã nắm được cách dùng Dollar 50VVG để diệt sâu cuốn lá hiệu quả rồi. Hãy áp dụng ngay để bảo vệ mùa lúa và có một vụ mùa bội thu nhé. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên bấm thích và đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức nông nghiệp bổ ích khác. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Để biết thêm chi tiết, các bác hãy truy cập DidarPlant.vn nhé.